Hôm nay là ngày 10 đầu năm 2019, của Liền đang đứng ở chỗ núi, chân núi Phú Sĩ. Núi đâu nhỉ? Chân đỉnh núi trên kia. Đỉnh núi là trên kia. Ở đây là tuyết đang bao phủ. Và để kỷ niệm thì chống đẩy vài cái cho nó lấy khí thế. Bây giờ lấy sức khỏe. Đấy nhá. Cứ giữ im thôi. Ở đây nhá. Phát. Trần phát cho máu. Ôi trời ơi, đang đã. Ông cái Trần tao có chết cống à? Ông này. Không phải cởi chứ. Làm gì? Hiện nay nó bị mắc cái khuy không cởi được. Nó lộn vào. Lộn tay vào. Mắc khuy không cởi được. Về ốm đừng keo nha. Nó chết rồi. Thôi, bây giờ chuyển sang chú. Thôi mặc vào, mặc vào. Không cả chú. Hâm. Im tí. Anh lên, đi lên trên kia. Từ 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 hâm. Im là cởi. Chúng ta lấy ống. Tôi vứt máy điện thoại của ông xuống. Đây. Chúng ta nhìn kiểu mất công cả.